Xin chào quý khán giả của Hồ Bích Châu Official. Đây là ông xã của mình. Còn một ông xã của mình nữa. Dạ Hồ Bích Châu Official đi. Tại vì con không dám gặp Hồ Bích Châu là tốn tiền mọi người. Hello. Hello, xin chào mọi người. Đây là Thanh Đoan. Đây là chị Quang. Đó. Tụi mình có hẹn nhau đi chơi, đi du lịch với chung với nhau và bây giờ là ông xã mình nè. Đây, đó bốn anh em đi chung với nhau nha. Rồi bây giờ mình gặp anh Quang ở đây. Một năm rồi mình mới được gặp anh Quang. Và anh Quang là thất hứa với mình rất là nhiều chuyện cho nên bữa nay mình bắt anh Quang là phải mua cho mình một cái ly của Starbucks. Hello mọi người, dạ chào khán giả của Trang à. Hả chú anh ạ. Dạ hôm nay trốn qua tôi thấy là hai người mà còn gặp Hồ Bích Châu được không? À. Xin chào quý khán giả của anh Hà chú Quang cốc sợ. Chú anh đang khai mà. Không có lỗi, anh chú Quang đang thang. Đặt tên cho mình mà quên luôn. Nên Lan Khang là từ ở Quảng Ngãi đó. Đúng rồi, bây giờ là tụi Quang đang ở Thái Lan nha, tụi Quang đang ở Thái Lan. Mà qua trốn qua Thái Lan mình sao cũng gặp đi. Cả nhà ơi, ở Starbucks nó có mấy cái ly rất là đẹp đây nè. Mình thích quá à, nhưng mà ông xã mình nó hết tiền rồi, không có mua cho mình. Anh Quang đi. Cái gì? Anh Quang cái ly được cho em đi. Cái này ở trời đất. Cái này nó có trăm, có 500 ngàn hả? Cái anh tiết cho em 500 ngàn. 850 bạc. 850 bạc chứ đâu phải là 850 ngàn. Trời ơi, tức giận. Ông xã em hết tiền rồi. Hết tiền bây giờ nhờ. Ủa, nhờ qua tặng giùm. Trời ơi, tức dễ sợ. Nhưng mà trong đây có ba mà, em thích em biết màu nào. Màu nào, bây giờ anh quay cái gì? Màu nào anh trời đất ơi, cái gì vậy? Kênh của mình sao bảo vệ mình? Trời ơi. Thì bây giờ này mình đang hỏi là thích màu nào? Cà rốt đó. Bây giờ thích hết ba màu. Không. Nhưng mà em tư vấn màu cho. Trời mọi người tức không? Đây, đây sẽ là người tư vấn màu cho mình nha. Rồi. Không, đây là sự nha. Đối với em á thì em thích cái màu này. Nhưng mà đây chỉ cầm tử đấy. Không, không hợp lắm, không hợp lắm. Quay đèn luôn nha. Để màu tiếp theo. Màu cam. Chứ không có ba đèn. Nó rất là thường. Không, màu không có. Nó không có đồng hợp luôn á. Nó không hợp. Đấy, cuối cùng là không có đồng hợp. Còn đây coi, có thể được rồi. Không, nhưng mà nữ là nó không xài màu. Đấy, đây cũng không hợp. Đúng rồi, cho nên là cái này không có phù hợp. Biết ý đồ hết mà. Ờ thôi được rồi, thôi bỏ đi giờ thôi. Vậy là thế qua không có thất hứa thì do là cái màu không có hợp tên mọi người nha. Cái vấn đề là rõ ràng là chị phải tôn trọng cái ý kiến của em, tại vì chị kia tư vấn mà. Thì em tư vấn thì em thấy nó không hợp thì nó không hợp thôi, đúng không ạ? Không ạ. Cái này nó nhỏ lắm, không có dễ thương. Thôi, cái này mắc lắm. Người ta coi là, để coi cái này nhiều. Ủa cái này mình sẽ chứ. 1.600 bạc là 1 triệu mấy? Triệu ấy, đúng rồi. Không, à, hơn 1 triệu rồi. Trước. Thôi, được rồi, thôi, chạy lấy lại cái này đi cho anh. Thôi cái này đi, được rồi. Không, giờ thấy cái kia đẹp không, anh, chứ. Anh nói nghe nè, anh mua cái này là phải mua thêm cái dù. Tại vì hai ổ nó đi đôi với nhau, ổ không hợp lắm. Không, được, thôi bỏ đi nha. Cái màu tím đi chung đi. Thôi, đừng màu tím. Cái này rẻ hơn nè, ngoan, cái này có 950 bạc. Ủa, mắc hơn. Mắc hơn, lấy cái này được rồi. Không, em thích màu đen. Thôi, lấy cái này đập cái bình này qua nghĩ là được nè. Riêng cái này rẻ nè, cái này có 250 bạc. Anh quen kỳ quá, cả nhà lâu ngày mới gặp mình mà anh thức hứa với mình rất là nhiều lần luôn á. Nói qua nhà Trâm nè, hôm bữa khai trương shop của Trâm cũng qua luôn. Rồi, em thích màu nào? Em thích ba màu. Thôi, bây giờ gì nè, thì bây giờ thì lấy cái màu này kia tôi lên đẹp. Bây giờ thì hai anh em vui vẻ thì cái này anh mua tặng Trâm đi. Theo đang chị Trâm này. Chị Trâm mua tặng anh Quang cái này. Đó. Rồi, không ai thông minh mà không đàn hết trơn á, cũng lanh quá. Em thích màu nào? Em thích cái này màu. Ơ, một màu thôi. Anh mua tặng em một màu đúng không? Ừ. Có 850 bạc rồi, có 500 ngàn tiền Việt thôi mà anh quen. Hai chương xuất em mời hôm qua. Mùng 10 cúng thần tài. Năm qua, anh quen là cái người qua nhà em nè. Đúng không? Ăn nằm về ở đó. Ăn hết xôi, ăn hết gà nhà em luôn. Trời, ăn có nửa con gà. Ừ, ăn nửa con gà, muốn hết con gà của ta rồi. Bởi vậy em không có nữ tính chút nào cho anh, sao lấy màu này vậy? Chứ màu này mai mốt sợ tay mình cầm rồi nó dơ. Màu này sạch nhất. Cái này đẹp mà. Mình lấy ra sáng đẹp lắm anh quen. Nó không chồng em đâu có tiền đâu, chồng em nhà nó nghèo lắm. Vậy thôi, cái này là ngày hôm nay là tất cả mọi người làm chứng nha. Hai anh em đang có mặt ở Thái Lan, dạ, đi đâu cũng trốn không khác. Người ta kêu là chạy trời không khỏi nắng, đúng không? Đúng rồi. Dạ, cái đêm mốt quà mà mừng hai anh em mình gặp nhau ở đất nước Thái Lan nha. Anh, mai là em đòi anh cái ly đó, có 500 ngàn thôi, chứ em đòi anh cái túi LV hay còn Gucci. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Chúc đi.
nhà trời trời ơi. Trời ơi mọi người. Đếm gì đâu mà sao tôi vậy? Không, em mượn em đếm coi không lấy tiền đó. Trời ơi. Đi Thái Lan còn 1.000 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 3 nè, 4, 15, 16, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ngắt đi, ngắt đi còn nhiêu trả lại? 9, 30, 31, 32, trời ơi. Còn ngắt đi còn nhiêu trả lại? Đó thấy không, hơn em chụp, còn đây nè. Ngắt đi còn nhiêu trả lại? Cảm ơn anh Chí Quang của Thanh Đoàn. Không, nói coi nói tiếng Thái rồi, cảm ơn một tiếng Thái rồi mà nói. Kapunka. 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 Anh ơi, con gái là Kapunka, con ca là khác. Không, Kapunka là cảm ơn rồi, con gái là Samayka. Hey, hello, for woman là Kha Samayka. Con gái là Samanika, còn con trai là không được đi ạ, không được là Samanika. Khập, khập, khập. No khập. Khập, khập. Yeah, ok, đây là khập con ca. Trời, cái gì vậy? Quay con kia cho. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Cái gì? Cả nhà, cả nhà. Cái gì? Em mất chồng em rồi, trời ơi, làm gì vậy? Thay đổi lắm, tao đứng chơi nhau vậy. Anh vô đi, ngủ đi. Hả? Đi đâu vậy? Sao vậy? Cái này là cái gì vậy? Nhẫn nói. Nhẫn nói. Ý phát hiện sao nhẫn cặp vậy? Cặp mà. Cả nhà, nhẫn cặp nè, sao giống nhau vậy? Trời ơi. Ủa sao nhẫn của Đạt nó không còn. Không bị đụng hộp. Không biết chờ cho anh gắn đi một. Trời ơi. Nè giống nhau y chang luôn á, nó chỉ khác hộp thôi. Chết cha. Có chừng cái tay che kìa. Thôi bây giờ đi đi ra ngoài nè. Giờ mời mọi người coi cái đường phố. Ok. Yeah, cảm ơn anh Hà Chí Quang đã tặng cho mình một cái ly đó, nhờ nhũng nhẽo đó cả nhà. Đi luôn chị. Đi luôn, em là một sụt á. Em là một sụt. Đi, đi nè, đi nè chị Mai ơi. Cầm đéo. Hả, vậy? Ra cả nhà, bây giờ mình đang đứng tại Starbucks tại PC. Bây giờ là coi như là trăm tặng lại cho tôi. Không, em tặng cho anh cái món này nè. Đảm bảo nó thích rồi, tôi ra đi. Cảm ơn anh ha. Thấy được nè, món này để mang đây. 170 bạc của em. Mới mua hả? Mới mua, tại vì mang dép, mang giày đầu tưng quá. Dễ thương không? Đẹp. Dễ lấy không? Rồi. Em dẫn anh đi u xì mua nha. Đi u xì ha, anh cái túi này em mang tặng anh nha. Rồi. Đi một giờ rồi. Đi ăn nè, đi ăn xong rồi đi. Đi nữa. Đây. Hai vợ chồng nhà mình có nhiêu tiền à? Hồi nãy kêu á, Vũ Quang đó, đếm bao nhiêu thì ngắt lại đi, còn như trả lại mà không chịu. Ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 2. Nghèo ghê không? Cái này là nhiêu vậy? 500 20 bạc rồi. Chán quá, nhà không có gì ngoài tiền. Nè, anh nói em sao không đi làm tăng ca đi. Sao anh không đi làm tăng ca? Trời ơi, mình là công chúa mà bạn. Mình là công chúa mà nhà mình có tiền nó tập cho mặt bạn á. Còn là còn bị thái vô mặt nữa, nghĩ sao vậy? Không biết cái vụ đó, có cái clip có. Mình là công chúa mà bạn. Thôi đi ăn đi nè. Đi quay hồi nữa mình quay TikTok cái vụ mà mình đã thất bại rồi, biết làm sao, biết làm sao. Ok không? Quay rồi. Hả? Quay đây clip mới. Quay rồi, ông Đoàn cái gì cũng quay rồi. Rồi bây giờ mình đi ăn nha mọi người. Nói chung là anh em gặp nhau ở đây là rất là vui. Mà cái khẩu trang em đâu mất tiêu rồi. Không có hả? Cho cái luôn nè. À có, hình quá, đợi tốn cái khẩu trang. Nói chung là anh Quang là một người anh trai của mình đó, mình rất là quý mến, mà một năm trời bây giờ mình mới được gặp được ảnh. Và hy vọng là sẽ được gặp anh Quang vào ngày 5 tháng 5 ngày đám cưới của mình tại Sài Gòn nha. Mời anh Quang đi nữa. Đám cưới Sài Gòn. Đi. Quà cưới là 200 triệu. Đi đi đi. Quà cưới là 200 triệu. Đừng tắt nha chị, của em Quang chuột á. Rồi đó đó đó. Vui lắm cả nhà. Ở bên Sài Gòn không biết hả? Không có gặp ở Sài Gòn, đi qua Thái Lan gặp mới vui. Trời trời. Làm gì vậy? Chụp hình hả? Bây giờ mình đi ăn đi ha. Bây giờ là mình đã tốn 850 bạc để mình mua cái cây này cho Trâm rồi. Thì bây giờ mình đi ăn đáng lẽ. Lại. Đúng mà không có qua lại thôi, mình bao cũng được. Nhưng mà mình tính là mình sẽ đi ăn nhà hàng. Nhưng mà thôi, đã mua cái này đã tốn kém dùm, đi ăn food court cho rẻ. Food court là gì? Là người nhà thức ăn thượng chọn. Anh nói tiếng Anh, anh nói tiếng Anh giỏi ghê luôn, food court. Food court. Food court. Nói chung là no, nè, nói tiếng Anh cho mọi người nghe nè.
Hà Chí Quang, Hà Chí Quang, Hồ Bích Trâm, Sùi Mắt Lơi, Go to restaurant. Ghê không? Nói tiếng Anh đó, ăn nhà hàng đó má. Thiệt, dễ thương mà. Dạ, tự khen luôn. Ủa, nói tiếng Anh vậy thôi chứ em nói tiếng Thái nữa. Sao chấm anh mập hơn không, mà bữa nay tới anh bự con hơn nha. Không, anh Đoàn ở ngoài đẹp trai lắm cả nhà. Đây là idol Facebook, idol nè. Trời ơi, tối nào 8 giờ cũng lên coi livestream hát rất là hay luôn. Bạn áo bà ba nữa, cái clip nào cũng áo bà ba em vô em coi hoài luôn. Em có coi anh hát không chấm hả? Em có coi anh hát không? Anh ơi, em coi cái đoạn anh diễn ở quán cà phê với Đoàn á. Anh diễn giả chân à? Thôi đi luôn. Thôi. Bên đây nó bán nhiều túi đẹp lắm nha. Nhưng mà túi này chỉ... Nhưng mà túi đó hoa không hả? Đâu chứ túi này, những cái túi này nè. Dạ dạ. Ui, sao hả? Mấy cái túi đó. Anh Quang, anh thích túi nào em tặng cho anh túi nè. Em tặng cho anh một túi nha. Mấy cái túi đẹp ha. Ừ, thích túi hoa màu đen không? Đẹp nè. Thôi. Túi màu đen là đẹp lắm Quang. Mua đi. Túi này là cái túi này được nha. Màu xanh nè. Thôi bây giờ đi ăn đi chị gì? Trời ơi, em với anh Quang mà đi là tới mai chưa tới á. Hồi nãy em với ông Trọng vô đây coi đồ rồi. Không có đồ gì hết. Đang màu mè không à, mấy này nè, 300 bạc. Sale. À, Latinum hôm qua em đi rồi nhưng mà không có đồ. Đi hết trên 5 lầu á. Trời, em đi hết rồi, em đi đến lầu thứ 6 luôn. Rồi bây giờ là Quang cầm máy quay cho Trâm nha. Rồi. À, xin chào Hồ Bích Trâm, hôm nay là bạn đi đâu đây? À, em đi lên Bixi, tội anh Quang làm gì vậy? À, anh Quang. Người ta dòm kìa. Hello. Trâm ơi. Hôm nay Trâm làm gì vậy? Chị ơi, của Trần Lạc chị ơi. Thiệt luôn á, mấy người tên Trâm ai cũng kiểu dễ thương lấp ly á. Bị cái đầu nó là sao ha em nè. Ở Việt Nam dám vậy không Trâm? Rồi ở Việt Nam hay ở Thái Lan gì cũng vậy, em cũng quậy bánh xác mà. Nè, bây giờ mình chuẩn bị mình đi nha. Nhưng mà ở trong đây là bán đồ thôi chứ chưa có bán đồ ăn. Có đồ ăn. Anh Quang anh làm quá vấn đề đó luôn, anh quay phim cái gì mà anh chạy dữ vậy? Mình lên lầu mấy luôn anh Quang? Đi lên lầu 4. Hai anh em Trâm là dường như là một năm trời rồi mới gặp nhau á cả nhà. Ê Trâm, anh đứng đây anh quay từ dưới lên cho. Anh quay vậy, em mặn quay á. Anh quay kỳ quá à. Người ta coi clip này người ta nhức đầu luôn á. Khán giả ơi, clip này mà mọi người coi chóng mặt là tại anh Quang á nha. Không có đâu, cái đó mình mới đổi mắt đúng không mọi người. Mình đổi mắt là coi như là cái lúc nào cũng là cái gọi là cái gì, cái sự hành động á, action trong cái là như phim hành động nhé. Nhưng mà khán giả người ta sẽ thắc mắc là tại sao lâu rồi anh Quang không có ra clip nè. Tại vì dạo này Quang bận với việc làm ăn kinh doanh á, thì Quang đang muốn là Quang cố gắng ổn định kinh doanh xong rồi Quang sẽ làm nhiều hơn. Nhưng mọi người cũng đừng có bỏ follow Quang nha, cứ tiếp tục follow của trang Hà Chí Quang Lang Thang. Hôm bữa trước em thấy anh Quang vừa up một clip đó, up tại vì biết sao
tại muốn là lâu lâu phải gặp lại mọi người. Thật sự khán giả thì mình sẽ không bao giờ mà mình quên được đâu, thì nhớ nghề lắm, nhưng mà tại vì mình đang kinh doanh thì mình đang muốn tập trung nhiều hơn. Thế là mọi người nhớ follow kênh Hà Chú Quang Lang Thang dùm qua nha. Khán giả không có quên anh Hà Chí Quang đâu, khán giả chỉ quên em thôi. Tại vì em có chồng rồi cho nên là khán giả sẽ quên em. Không có đâu. Quay quay hồi đụng đầu đi thì còn có vui. À, khu vực này là ăn uống đúng không anh Quang? Đúng rồi. Đây, anh Quang dẫn mình đi lên ăn food court. Đây là nhà hàng của Nhật nè. Trên đây nó sẽ có rất là nhiều đồ ăn, muốn ăn gì ăn. Hai vợ chồng Trâm thì nãy ăn rồi. Cảnh sát gì? Ăn rồi hả Trâm? Em ăn rồi. Đỡ quá, đỡ tốn. Ủa, em mời anh không được hả anh Quang? Em cảm ơn. Trời ơi, con xã mình à. Hả? Đồ con nhất vẫn là ông xã mình, đẹp trai nhất vẫn là ông xã mình. Lùng. Lùng. Dám nói chồng em lùng hả? Thì giờ sao giờ cái gì em cũng kêu là nhất giờ sao? Đây cái khu food court ở bên đây ha. Ồ, cái này là food gì? Hát là cái nơi, cái giống như cái công viên. Sushi. Ở đây có trà sữa Thái đó nè. Ồ. Đây là chè Thái nè cả nhà. Đây là đồ chiên. Cúp phi. Đây là cái khu vực để mà ăn uống này nọ kia nè. Thôi vô chồng quay cái đoạn kết chào cho vợ đi. Anh Quang xách cái túi của mình, anh đi lăng tăng hết trơn á. Đẹp không? Cái túi này em xách đẹp không? Đẹp, em tặng cho anh đó. Cảm ơn. Mà Trâm hồi nãy Trâm để ý nha, anh Quang cứ đi theo chồng mình hoài rồi chả hiểu cái ý gì nữa. Đi theo chồng mình biết luôn á. Tức dễ sao. Năm tháng 5 ăn đám cưới em nha. Bút lịch đi. Anh Quang lên làm chú rể phụ nha. Ok. Mày lâu rồi á mới quay clip chung với anh Quang. Năm mới gặp lại Quang á. Lang thang luôn á. Năm mới gặp lại Quang. Năm lại luôn mới gặp lại luôn á. Thiệt sự luôn. Anh chồng em nói thiệt nha, lúc mà em gặp anh ở ngoài ngãi nhá. Lúc đó anh còn phong độ đẹp lắm, sao tự nhiên một năm cưới vợ liền. Cưới vợ xong cái bữa. Dạ ok. Sáng anh nói là vợ anh xài hao mà. Quá hao thiệt luôn á, mọi người công nhận không? Ngày xưa chú rể, tôi nói thiệt nha, khi mà úp hình chú rể lên ai nó ủa. Nhìn xa rất giống anh Hà Chí Quang mà giờ sao giống được rồi sao. Ê, hồi đợt đám cưới chấn động á, ai cũng vô đánh anh Hà Chí Quang không à, không ai nghĩ là ông trọng hết trơn. Có cái chàng úp Quang úp cái hình lên đó. Cái hình đứng á. Mình đứng mấy anh em mình, hai anh em mình á. Mà hồi đó nha, vô nói là ông này là bạn của ông này không, người ta vô vẫn cứ nhất quyết chú rể là anh Quang. Không hiểu luôn á. Tới giờ này nha anh Quang, có một cái chị trên YouTube á, ngày nào cũng vô nhắn tin cho em, vô bình luận trên tất cả các clip của em, bây giờ anh vô anh coi vẫn còn. Vô là họ nói là tại sao là bỏ Hà Chí Quang. Hà Chí Quang đẹp trai dễ thương như vậy mà tại sao không lấy Hà Chí Quang, tôi tiếc cho bạn với lại Hà Chí Quang quá. Xong em tức quá, em mới nói là trời ơi, tôi với anh Hà Chí Quang là bạn tri kỷ, là hai anh em thân kích nghĩa với nhau mà sao mà cứ ép hai tụi tôi phải lấy nhau hoài vậy, bây giờ tôi có chồng rồi mà. Cái I'm sorry, tại vì tôi thích hai người là vợ chồng với nhau. Là phải được. Đúng rồi. Cái đợt mà đi xe xuống đó, vừa bước xuống xe, cái cô kia nói nè, trời ơi, không chịu lấy hộ bên trong. Cái gì nè, ở gì nè, uổng. Giờ lúc đó hay đi phim hai người á, nhưng mà người thấy cuối cùng quay với hộ bên trong đâu cần được quay với hộ bên trong, thiếu, đó quay đây được. Thôi chào khán giả luôn đi anh, đi vô ăn đi nè. Thì Mai xin chào thành đoàn. Thì Mai cả nhà nha, hẹn mọi người trong clip sau nha.